xuống ruộng đường cày đầu tiên với lại 4018. Chạy tốt lên đấy luôn chú. Chúng tôi đang có mặt tại xã Nghĩa Mỹ của huyện Thái Hòa, tỉnh Nghệ An, lắp đặt và test dàn cày của bên cơ khí cày chảo Vũ Hải cho con máy 4018. Dàn cày 5 chảo nhân với lại đường cày là 1m25. Chú bám dịch sang bên này một tẹo. Đây chú bám vào chỗ này này. Ở đây nắm đá phết. Chú chạy vào đường này đi, vào đường này đi để lấy chuẩn chảo. Chú chạy vào đường này để lấy chuẩn chảo. Chú nâng thủy lực lên một tí. Vâng. Ở cày này cháu đang nâng nhất rồi đấy. Chú ơi giữ nguyên nhé, đợi cháu chỉnh cho nó nông lên tí nhé. Chỗ nào mà sâu quá thì chú nâng thủy lực lên, còn cái tầm nào vừa thì nâng lên cái chú lại thả xuống cái tầm đấy. Rồi chú thử đi. Giờ bắt đầu nó mới cắn đều này. Lắm đá lắm anh ạ. Em chào tất cả các anh nhá. Chào anh Nguyễn Dương, chào em Nguyễn Ba Diện, chào anh Hoàng Ngọc Ánh nhá. Em đang test cày tại xã Nghĩa Mỹ của Thái Hòa, Nghệ An. Nãy ở vùng Thanh Hóa kia, như Xuân Thanh Hóa kia, nó mạng nó kém quá. Ruộng nó hơi bé chú.
Ruộng nó hơi bé, xuống cái này nó to to chạy cho nó thoải mái. Ruộng ở đoạn này sao nó bé thế nhỉ? Ruộng này có to hơn không? Ruộng này thụt. Thụt ạ? À? Thế thì thôi. Cái chào là mấy tiên? Đó là mấy tiên đấy? Dạ. Mấy tiên? Con chảo này là con chảo bãi. Nếu mà nó cày là cày cái đất vườn ấy. Nó không phải dòng ruộng đâu nhưng mà đem ra chui tét ruộng. Con này vẫn rẻ hơn con HD6. Nhưng mà mấy tiên con nữa, mấy tiên? Con này em giao vào đến đây. Ôi, là... Xe vâng vâng. Dòng này giao vào đến đây là 12 năm. Nó nhẹ nhàng mà anh. Cả dàn treo ngồi với. Cả dàn nó chỉ rơi vào một tạ mấy thôi. Một tạ 6. Còn đẹp mới tinh. Của em đang mới tay có mảnh nha anh. Mới tinh. Em mới lấy 6 máy chú Thanh rồi. À chú Thanh đây lan được ông 150 giờ đưa mày em mới lấy. Vâng. Con ơi của chú ấy, con chả đây vừa xem mới tinh tinh, chưa có tì vết gì nào. Ông đến cái vằn ở đây cho con thấu ăn đây. À cái chỗ kia đấy ạ. Đó đó. Thế đấy. Này này chú ấy làm cái con dàn ít tiền hơn con này mà cày đất ruộng là vừa tầm, không cần phải đến cái con này, nhưng mà chú đầu tư con này là con mà em làm cả đất khô rồi. Đất khô là anh phải lấy con 13 năm thì con đất khô đấy thì kể cả đất cứng mấy cứng anh phải xuống khoảng tầm 20 phân. Còn như con này thì nếu mà đất khô mà cứng quá nhưng mà đè lên là nó xuống và nó chạy ngon lành, chạy thẳng chứ nó không như cái con mà HD nó bắt đầu. Anh tí anh chạy quen không, anh chạy thử vài đường cho chú ấy nhìn. em cái chào nó kia chạy thẳng cho ông Thanh này. Vâng chứ thầy, em ông Thanh ông nhìn chào em con chào em thấy chú ấy chạy chưa nột máy mấy. Này mà kể cả bỏ 3-4 năm chảo này không để ý. Ở vùng này có đá, vùng này nhiều đá, em thấy cày chỗ kia độc lục cục lên nó vẫn đẹp. Lên đều rồi. Lên đẹp đó. Cảm giác đấy, không sâu đâu. Bởi vì cái dòng này nó thái bạt thế này. Không. Còn của chú nó chặt đứng xuống. Không sâu đâu chú ơi. Trông vậy thôi nhỉ, anh có nhà nó. Nói chung nó chỉ khoảng tầm 10 đến 12 phân, 12 15 phân đất, chỗ nào sâu nhất một thụt thì 15 phân, còn không thì 10 12 phân.
Bác ạ. Bác cày được không bác? Cày này được không bác? Bác cái đang tết cày. Đất này nó vẫn rớt quá. Này nó khô tí nữa thì chạy xuống. Nó đây là bác cái thử mà. Đang thử à? Đang thử thôi chứ bác bảo đất này đi cày quá thì cày nên mai dí bét là lại cày lại. Đây nó mới mưa bão xong mà. Đây là ruộng của ai đấy? Công Thiên. Kinh chạy gớm thật. Vừa tầm rồi đấy bác. Được rồi đấy. Đấy làm quả móc bờ đấy xem nó ra làm sao. Để xem là các bác có phải vạc không. Nó sẽ cay cay trẻ chứ hay cái lùm. Chào anh Nguyễn Thứ nha, chào bánh bao nha. Đi vào bờ bắt đầu mới hết được. Đường vừa rồi nó lõi nhỡ mất một đường.
sâu, mé bờ sâu quá lại mất bờ. Không. Mé bờ bác phải chạy khéo lại mất bờ. Bác chạy thế nào rồi? Hả? Bác chạy thế nào rồi? Ờ, thế bà cùng chạy thấy cùng thoải mái đấy đó. Thoải mái có dễ hơn con cũ của bác không? Dễ hơn nhá. Cái đi thì dễ hơn rồi nhưng mà vẫn xấu à. Thì phải xấu là hàm sâu rồi. Sâu là căn bản là cái thứ nhất là đất này là của bác nó mới mưa, là cái bánh này của bác nó thụt. Còn cày của cháu là cho xuống 3 lỗ kìa, nó cho xuống lỗ nông nhất rồi đấy. Nông hết cỡ rồi. Còn giờ chỉ có mỗi cái là bác nương thủy lực lên, nó được ở tầm nào là được tầm đấy thôi. Chứ còn giờ là bác chỉ có nâng thủy lực lên thôi. Chào nha, cực kỳ vô hại nha. Kết rồi đó, kết rồi đó. Kết rồi. Cảm ơn bác nha. Mình là ở xóm 2 xã Nghệ Mỹ thì hoặc thị xã Thái Hòa. Đó, bác là bàn với vô hại ở Thái Bình để mua một bộ chảo năm. Đó, mua chảo năm của đồng chí vô hại. Là vào đây tẹt cho mình, vào thử cho mình đây, mình thấy cùng cảm thấy cùng thế được là 408 là kéo đi là được lắm rồi. Rất nhất đường đi. Đường cày thì bác thấy giả sử như là đúng đất điếc các thứ nó úp như thế này hoặc là bóc bờ như thế thì bác thấy được chưa? Bóc có nhẹ tải không? Bóc bờ đấy là chuẩn đấy rồi, nhưng mà đường cày thì nói thật lật hơi cao, lật hơi xa. Lật hơi xa đúng không? Dòng chảo này thì nó lại không rút được. Bởi vì dòng kia là cái chảo của nó đi đứng này xong nó ghé này thì nó chỉ lươn chảo thôi. Đúng rồi, thế nhưng mà nó lại dở một cái là nếu nó lật được như thế thì nó lại không úp được đất. Có nghĩa là cỏ nó không phủ được. Nhưng mà như dòng này là cỏ nó phủ được thì nó lại phải hơi tung lên một tí. Nó tung lên một tí. Nhìn chảo thì đơn giản. Nhưng mà đắt. Đắt đúng rồi. Nhưng mà chảo thì đơn giản nhưng mà có một cái đấy, có những nhiều cái phớt đó. Vâng. Đây nha, bác chủ máy đang sử dụng sản phẩm của em và trong cái quá trình là test cày xong là bác đang đóng góp ý kiến về phản hồi trực tiếp về cho cơ sở. Đấy. Vâng. Nên là đây là bác đang chia sẻ rất là chân thành mà em cũng rất là khoái những cái cách làm việc cũng như là cái ý kiến đóng góp của bác. Nếu như cái cây năm này á mà chạy theo 408 này á, 4108 này á thì rất chi là hợp lý thôi. Lật hơi cao, lật thì đấy là chạy cầm đó. Còn mà chạy nhánh á, là có khí là đất nó phi lên, đúng rồi. Chảo này là nó phi, chảo kia. Ruộng, ruộng chặt á, mà đến thậm chí là đến khi làm mặt bằng của ruộng nó cũng cầm. Chính xác rồi. Cái này là bác chỉ chạy tốc độ vừa phải thôi, không chạy nhanh được. Chạy nhanh là dòng này mà bác chạy nhanh là nó bao giờ đất nó cũng phi lên. Còn dòng kia thì bác chạy nhanh là đất nó chỉ có giạt ra ngoài này thôi, chứ nó không phi như đằng này phi, nó phi tống lên trên. Nói chung là cái đất này là chạy được như này á là mình cũng cảm thấy là hiệu quả rồi. Dạ. Đi làm rất hiệu quả. Không, anh chặt nữa. Cái đất này mà đi phải chạy được này là hiệu quả rồi. Cháu nhìn thì nói chung là cũng là tương đối rồi. Nói chung là có thể là bẻ lái một tí. Bẻ lái thì là cái bánh lái kia tí nữa bác đánh lên bờ cho chỉ cho vì luôn cốt quá cho ngại luôn. Chỗ nào khô cứng hơn nữa không? Hả? Còn chỗ nào khô hơn không để thử độ cứng nữa? Khô thì đi lại đâu thế thôi, đất cát, đi đất cát này. Đi, cháu lại đi với bác một chuyến. Thử cho bác cả tất cả mọi chỗ đi cho thoải mái. Đất đi mà mình làm được này là cùng. Ừ, ra được á. Đất này là nói thật em là anh không bị dầu diếm nhé. Dạ. Cái đất này là khó nhất trong các loại đất. Ừ. Dạ. Đất này là khó làm trong các loại đất. Em hiểu không? Dạ. Đất này là khó làm nhất trong các loại đất này. Đó là anh nói thật. Rồi dạ. Bên công ty là phải hiểu này. Cái đất này là khó làm nhất trong các loại đất. Đúng. Đó. Đấy có các ông dân bản ở đây, dân châu đó. Tôi đây dân bản đấy khó nhất là cái đất này. Còn đất cản cái khác. Vâng. Đất phá cản cái khác. Đất phá cản cái nhẹ mày hơn. Dạ. Cái khỏe. Đi mà, nhìn đây đi. Dạ vâng, chú đánh máy đi đi. Thằng Tê không có cái mày, anh mới đi lấy cho anh cái đấy. Cái anh lúc nãy đấy ạ. Vâng.
đất ở đây là nói chung mùa khô là cứng, mà mùa này nó dẻo đất. Nó dẻo đất, nó quánh, nó bên bên đất chứ nó không phải là nó tơi bung đất. Dạ vâng. Nói chung là như chúng cháu đem hàng đến tận nơi test cho các chú, các bác như thế này thì nói thực ra là cái thứ nhất là mình có cái điều kiện thực tế. Cái thứ hai nữa là nghe được ý kiến chân thành của khách hàng. Giả sử như người ta dùng cái sản phẩm của mình, người ta có chấp nhận được không? Người ta có ưng hay không? Người ta có hài lòng với sản phẩm của mình hay không? Và giả sử như cái đất nó khó như thế này, và đối với các bác biết đấy, như chú này chú mua cái dàn cày HD là 14.500.000, là hiện tại là chú cái đất này là chú bảo là đem ra vào cái ấy kia là chú đè thêm một cục bê tông nữa hàng tạ, nhưng mà nói chung là nó cày thì cày được, nhưng mà nó cứ chạy thành là nó không phẳng như của cháu này, mà nó cứ thành luống như kiểu luống khoai ấy. Đúng bật vòng, đúng là thành vòng luôn, bật vòng đấy, bật vòng của chú là cứ bật vòng, cứ bật phẳng đi. Dạ. Thế chào chào anh nhá. Vâng, chào chào hai bác, cháu đi đây. Thôi em chào tất cả anh em nhá. Một lát nữa có video test cày bãi thì em lại quay trực tiếp cho anh em xem. Còn ruộng thì các bác ấy là quá hài lòng rồi, không có gì để phải để khiển trách hay là chê trách gì sản phẩm của em được nữa rồi.